Xin chào các bạn quay trở lại với kênh của tôi Lưu Mạnh Thắng, phân tích tài chính doanh nghiệp. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề nó có liên quan đến việc chúng ta gì xây dựng và quản lý cái hệ thống kế toán quản trị của chúng ta như thế nào để cho nó đạt hiệu quả. Thì những cái video trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về việc chúng ta xây dựng và chúng ta gì thiết lập ra một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho cái doanh nghiệp của chúng ta rồi. Thì những tại cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc để chúng ta lập ra một cái báo cáo kế toán quản trị hay là lập ra cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta để nó gì nó đạt được cái hiệu quả. Bởi vì tất cả chúng ta khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị thì nó phải hướng đến cái mục tiêu của chúng ta, đó là chúng ta gì đạt được cái mục tiêu về lợi nhuận, đạt được cái mục tiêu về gì về dòng tiền cho các doanh nghiệp của chúng ta, thì cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này nó mới đạt được cái gì cái mục tiêu của nó, đạt được cái ý nghĩa của nó. Còn nếu như chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị mà nó không hướng đến cái việc này, tức là cái việc mà chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị nhưng cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này nó không hướng đến cái việc giúp cho chúng ta gì đạt được cái mục tiêu tài chính của chúng ta, đạt được cái mục tiêu về lợi nhuận, đạt được cái mục tiêu về dòng tiền, thì cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này của chúng ta nó gì nó không làm được tròn cái vai, hay là nó không gì nó không đạt được cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn. Thế thì khi mà nó không đạt được cái yêu cầu mà chúng ta mong muốn thì đương nhiên là gì, là chúng ta sẽ gì sẽ rất là gì mất rất nhiều thời gian, mất rất là nhiều nguồn lực để chúng ta gì tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái giải pháp để chúng ta có thể đạt được cái điều này. Thế thì cái tại cái video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn để làm sao chúng ta gì tối ưu hóa được cái nguồn lực của chúng ta để chúng ta có thể đạt được cái điều chúng ta mong muốn, đó là gì, là cái mục tiêu tiền bạc của doanh nghiệp, mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi vì bất kỳ doanh nghiệp nào khi mà chúng ta thành lập ra doanh nghiệp thì chúng ta phải hướng đến cái mục tiêu về lợi nhuận, và tất cả những cái việc chúng ta làm nó đều phải hướng đến cái điều đó, và cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta nó cũng nhằm cái mục đích đó thôi. Nhưng cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị là nó để phục vụ cho cái mục tiêu quản trị cho nội bộ của doanh nghiệp, tức là gì, là cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này cần được phải cung cấp, cần phải được báo cáo cho gì, cho ban lãnh đạo của doanh nghiệp, để căn cứ vào đó thì ban lãnh đạo sẽ ra các cái quyết định cuối cùng về cái việc chúng ta tổ chức thực hiện triển khai trong tương lai như thế nào. Tương lai ở đây là tương lai ngắn, tức là cái báo cáo kế toán quản trị của chúng ta như tôi chia sẻ ở các cái video trước đây là chúng ta cần phải thực hiện cái việc mà lập cái báo cáo kế toán quản trị và phát hành cái báo cáo kế toán quản trị này nó gì nó theo tuần, thậm chí có thể gì dưới một tuần, có thể là 5 ngày chúng ta đã phải phát hành rồi. Thì cái này nó tùy vào cái gì, cái mô hình doanh nghiệp, tùy vào cái tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà có thể chúng ta gì rút ngắn cái thời gian chúng ta lập và phát hành ra cái báo cáo kế toán quản trị này. Nhưng tuy nhiên chúng ta phải tuân thủ một cái nguyên tắc, đó là nếu như chúng ta một tuần chúng ta phát hành cái báo cáo kế toán quản trị một lần thì cứ đều đặn hàng tuần chúng ta phải phát hành cái báo cáo kế toán quản trị này. Nhưng nếu chúng ta quy định với nhau rằng là 5 ngày chúng ta phát hành cái báo cáo kế toán quản trị này thì cứ ngày mùng 5, ngày mùng 10, ngày 15, ngày 20, ngày 25 và ngày 30 là chúng ta phải phát hành cái báo cáo kế toán quản trị này. Và kèm theo cái báo cáo kế toán quản trị này thì chúng ta phải cần phải có phân tích, cần phải có đánh giá, và chúng ta đưa ra được cái giải pháp xử lý cho gì, cho tuần tiếp theo, tháng tiếp theo về những cái việc mà chúng ta gì chúng ta thể hiện trên cái báo cáo kế toán quản trị đó, và để cho gì, cho nhà lãnh đạo quyết định rằng chúng ta lựa chọn cái phương án nào. Nếu như chúng ta thấy rằng là những cái phân tích của chúng ta, những cái đánh giá của chúng ta gì nó là những cái gì nó chưa đạt được, những cái rủi ro nó còn tiềm ẩn cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chúng ta đưa ra phương án để nhà lãnh đạo gì quyết định chúng ta sẽ gì thực hiện cái phương án nào để chúng ta gì cải thiện được cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện được cái tình hình và gì giảm thiểu được cái rủi ro để hướng chúng ta đến cái mục tiêu, cái mục đích mà chúng ta đã đặt ra từ ban đầu. Thì bản chất của cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị nó là như vậy. Nhưng vậy thì chúng ta xây dựng cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị như thế nào để nó đạt được cái điều đó? Bởi vì là nếu như chúng ta không có cách hay không có cái nguyên tắc để chúng ta xây dựng thì cái việc của chúng ta xây dựng ra chúng ta cũng không đạt được cái điều đó. Tức là chúng ta mong muốn để chúng ta gì chúng ta đạt được cái điều đó, nhưng chúng ta không biết phân tích nó như thế nào, chúng ta cũng không biết là chúng ta phải đánh giá nó như thế nào, thì cái điều chúng ta mong muốn nó không đạt được. Và khi đó cái giải pháp của nhà lãnh đạo đưa ra nó sẽ không sát với thực tế, thì cái mục tiêu chúng ta hướng đến nó không đạt được, và cái ý nghĩa trọn vẹn của cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này nó không gì không phát huy tốt nhất cái vai trò của nó. Thế bởi vậy, để phát huy tốt nhất cái vai trò này thì chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc. Khi chúng ta thực hiện đúng cái nguyên tắc này thì cái vai trò của nó thì nó phát huy đúng cái vai trò của nó, và khi đó thì những cái giá trị nó mang lại cho tổ chức, cho gì, cho doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và chúng ta tối ưu được cái điều đó, tối ưu được cái nguồn lực, tối ưu được tất cả những cái gì công sức chúng ta đã bỏ ra để chúng ta có thể đạt được cái điều đó. Thì đó mới là cái điều mà doanh nghiệp hướng đến, và cũng đó là cái điều mà chúng ta mong muốn đạt được, mong muốn làm cái điều đó. Bởi vì nếu chúng ta tạo ra cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị mà nó không đạt được cái điều đó thì chúng ta cũng cảm thấy cái việc chúng ta làm nó lãng phí công sức, mà nó gì nó không hướng đến cái mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp. Thế thì cái điều đầu tiên trong cái việc thiết lập cái báo cáo kế toán quản trị thì chúng ta cần phải gì xây dựng cho mình một cái hệ thống
Tức là hệ thống ở đây là gì? Là bao gồm nhiều các cái báo biểu thì gọi là hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Đó là cái điều đầu tiên, là chúng ta cần phải xây dựng được cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Nhưng cái hệ thống này nó phải là những cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị quan trọng. Quan trọng ở đây là gì? Là nó phù hợp với doanh nghiệp của chúng ta, thì chúng ta gọi là quan trọng. Chúng ta định nghĩa cái từ quan trọng ở đây là gì? Nó phù hợp với chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể là chúng ta gì tham khảo một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của một cái doanh nghiệp khác và chúng ta đem về và chúng tôi áp dụng vào cái doanh nghiệp của chúng ta. Nhưng cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị đó nó không phù hợp với chúng ta thì nó cũng không phải là quan trọng. Bởi vì cái từ quan trọng ở đây nó phải là những cái thứ mà nó phù hợp với chúng ta. Nó gì giúp cho chúng ta giải quyết được cái vấn đề của chúng ta và hướng đến cái mục tiêu của chúng ta thì đó là quan trọng. Còn những cái nó không quan trọng là nó không giúp cho chúng ta hướng đến mục tiêu và gì đạt được cái mục tiêu thì nó không phải là những cái báo cáo quan trọng. Nó có thể quan trọng với người này nhưng nó không quan trọng với người khác. Nó quan trọng với doanh nghiệp này nhưng nó có thể nó không quan trọng với doanh nghiệp khác. Chúng ta có thể dùng từ quan trọng hoặc có thể chúng ta dùng từ phù hợp. Nhưng dùng từ quan trọng thì để chúng ta thấy được rằng là cái từ quan trọng ở đây là gì? Nó là một cái yêu cầu cấp thiết, một yêu cầu cấp bách, một yêu cầu sát sườn mà chúng ta cần phải làm. Quan trọng thì nó sẽ thúc đẩy cho chúng ta cần phải làm. Nếu chúng ta dùng cái từ phù hợp thì nó có một cái gì, nó cái sự mạnh mẽ của nó không gì, không đủ mạnh mẽ để chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần phải làm. Nhưng quan trọng nó là cái thứ chúng ta cần phải làm ở đây. Nên cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị, một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị quan trọng, nó là một cái từ mà nó đã thúc đẩy cho chúng ta cần phải làm cái việc mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm để nó hướng đến cái mục tiêu. Nên cái sử dụng cái ngôn từ báo cáo, hệ thống báo cáo kế toán quản trị quan trọng, nó đã cho chúng ta thấy được cái tính cấp thiết, cái tính quan trọng để chúng ta cần phải làm. Quan trọng là những thứ chúng ta bắt buộc phải làm. Còn phù hợp thì nó bản chất nó gì, nó nhẹ hơn, là nó cảm giác như nó có một cái gì đó nó không thúc giục chúng ta, không thúc ép chúng ta, và cái việc mà chúng ta làm nó với cái cường độ cao nó gì, nó không mạnh mẽ bằng cái từ quan trọng. Cái từ quan trọng ở đây nó ý là như vậy thôi, chứ không phải là gì, là nó quan trọng mà không phù hợp. Nó phù hợp nhưng nó phải thực sự là quan trọng. Vậy thì quan trọng thì gồm những cái gì? Thì là nó quan trọng, đó là những cái báo cáo kế toán liên quan đến vấn đề về doanh thu, đó là chắc chắn là chúng ta phải, nó là một cái báo cáo quan trọng. Liên quan đến chi phí, chắc chắn đây là một cái báo cáo quan trọng. Liên quan đến các khoản thu vào, đây là một báo cáo quan trọng. Liên quan đến khoản chi ra, số tiền chúng ta chi ra là quan trọng. Liên quan đến cái gì? Đến số dư dòng tiền của chúng ta và liên quan đến lợi nhuận của chúng ta, đó là những cái báo cáo kế toán quan trọng. Tức là trong cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta bắt buộc phải có những cái hệ thống báo cáo con, và cái báo cáo con này nó bao gồm báo cáo về doanh thu, báo cáo về chi phí, báo cáo về các khoản thu, báo cáo về các khoản chi, báo cáo về số dư dòng tiền và báo cáo về lợi nhuận. Đó là những cái báo cáo kế toán rất là quan trọng và chúng ta bắt buộc phải có trong hệ thống báo cáo quản trị. Ngoài ra thì chúng ta có thể xây dựng các cái báo cáo khác, nhưng mà chúng ta không thể xa rời được năm cái báo cáo mà tôi đã chia sẻ với các bạn ở trên. Bởi vì năm cái báo cáo đấy là năm cái báo cáo nó ảnh hưởng đến cái mục tiêu của chúng ta, đó là mục tiêu gì? Lợi nhuận. Mục tiêu gì? Mục tiêu về dòng tiền của doanh nghiệp, thì đó là cái báo cáo quan trọng. Quan trọng là bởi vì như vậy, bởi vì nếu chúng ta bỏ đi những cái báo cáo đấy thì cái mục tiêu của chúng ta nó sẽ bị gì? Bị lệch, và chúng ta có thể không đạt được cái mục tiêu kỳ vọng như chúng ta mong muốn. Nên bởi vậy chúng ta cần phải gì? Cần phải xây dựng cái hệ thống báo cáo, trong đó nó phải có những cái báo cáo liên quan đến doanh thu, liên quan đến chi phí, liên quan đến các khoản thu vào, liên quan đến số tiền chúng ta chi ra, liên quan đến số dư dòng tiền hàng tuần, hàng tháng, và liên quan đến cái gì, cái lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng. Thì tùy doanh nghiệp, có doanh nghiệp thì xây dựng cái báo cáo, hệ thống báo cáo kế toán quản trị là cứ 5 ngày chúng ta phải phát hành một lần. Có những doanh nghiệp thì có thể là 7 ngày, tức là một tuần chúng ta phát hành một lần. Thì tùy cái yêu cầu của nhà lãnh đạo mà chúng ta xây dựng cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này gì, nó gì, nó có sự khác nhau về gì, về thời gian, tức là cái gì, cái tần suất chúng ta phát hành báo cáo. Thì đó là cái điều đầu tiên, đó là phải xây dựng ra một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị quan trọng. Quan trọng là ở đấy là trong cái hệ thống báo cáo đấy nó có những cái báo cáo con, mà cái báo cáo con đấy nó là cái báo cáo ảnh hưởng đến gì, đến tiền, ảnh hưởng đến doanh thu, ảnh hưởng đến lợi nhuận, ảnh hưởng đến chi phí, ảnh hưởng đến gì, ảnh hưởng đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đó nó là báo cáo quan trọng. Đó là điều đầu tiên, chúng ta xây dựng cái hệ thống báo cáo quản trị quan trọng. Cái điều thứ hai là chúng ta phải có cái chỉ số thực hiện trong cái hệ thống báo cáo này. Vậy thì có cái chỉ số thực hiện trong hệ thống báo cáo này nó là như thế nào? Ví dụ như là báo cáo về doanh thu thì chúng ta ngoài số tiền, bởi vì cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này là nó phải thể hiện bằng tiền. Tức là gì? Năm ngày đầu tiên của tháng thứ nhất là chúng ta bán được bao nhiêu hàng hóa, hay là doanh thu của chúng ta đạt được là bao nhiêu, và cái doanh thu này của chúng ta đạt được bao nhiêu thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với cái kế hoạch chúng ta đề ra. Tức là chúng ta xem là so với cái kế hoạch chúng ta đặt ra thì nó đã đạt được bao nhiêu phần trăm, và tương ứng với cái đó thì chúng ta gì cần phải điều chỉnh gì cho cái gì, cái thời gian còn lại, ví dụ như là cho tuần sau, cho tháng sau, thì chúng ta cần phải làm gì đối với cái hoạt động bán hàng. Thì đó là những cái báo cáo về doanh thu. Nếu như chúng ta không thể hiện cái tỷ lệ thực hiện thì chúng ta không biết được rằng là cái gì,
cái số tiền mà gì mà chúng ta thể hiện ở trên cái báo cáo về mặt doanh thu thì nó gì, nó tốt hay là nó xấu, nó hướng đến cái mục đích của chúng ta theo cái gì, theo cái chúng ta đã đặt ra, hay là gì nó đang tụt đi so với cái chúng ta đang đặt ra. Bởi vì cái bản chất của chúng ta là chúng ta hướng đến mục tiêu, nên cái chỉ số thực hiện là nó giúp cho chúng ta biết được chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình đó. Cái tỷ lệ phần trăm thực hiện nó biết được rằng là chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình chúng ta đang thực hiện. Nó bản chất của nó là như vậy. Ví dụ như là còn chi phí, thế thì bây giờ chi phí của doanh nghiệp thì nó sẽ gì, có thể nó sẽ được thực hiện hai cái chỉ số. Một là gì, là cái tỷ lệ phần trăm thực hiện so với kế hoạch chúng ta đã đặt ra, đó là một cái chỉ số. Và cái thứ hai là tỷ lệ phần trăm của gì, của doanh chi phí trên doanh thu, nó gì, nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Bởi vì doanh thu và chi phí nó phải có một mối quan hệ tương quan. Bởi vì doanh thu mà trừ đi phí chi phí thì đó là lợi nhuận. Nếu chi phí chiếm tỷ lệ quá cao trên doanh thu thì đương nhiên lợi nhuận của chúng ta nó sẽ gì, nó sẽ sụt giảm đi. Nên bởi vậy lợi nhuận trên chi phí trên doanh thu nó phải giữ ở một cái tỷ lệ gì, tỷ lệ an toàn hay là tỷ lệ hợp lý để cho chúng ta gì đạt được lợi nhuận. Nếu như doanh nghiệp chúng ta kỳ vọng rằng là lợi nhuận của chúng ta đạt là gì 10% trên doanh thu, tức là gì, nếu như cứ 100 đồng doanh thu thì phải tối thiểu tối đa là chỉ có 90 đồng chi phí thôi. Vậy thì nếu như cái tỷ lệ nó vượt quá 90% thì điều đó có nghĩa rằng là gì, chi phí của chúng ta đang gì vượt quá so với cái chúng ta đang mong muốn, và lợi nhuận của chúng ta đang bị sụt giảm đi so với cái kỳ vọng của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục gì chi phí thực tế nó phát sinh như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được cái lợi nhuận chúng ta mong muốn, mặc dù doanh thu chúng ta có thể đạt được nhưng lợi nhuận chúng ta không đạt được. Bởi vậy chúng ta phải có giải pháp là gì, một là chúng ta phải điều chỉnh tăng doanh thu lên, hai là chúng ta phải gì có cái giải pháp để tìm ra cái chi phí nào nó đang vượt quá thực tế để chúng ta có thể gì xử lý trong cái tuần sau, 5 ngày tới, hoặc là gì trong 10 ngày tới, hoặc là trong 7 ngày tới. Chúng ta phải có cái giải pháp để chúng ta điều tiết lại cái chi phí, xem cái chi phí nó phát sinh tăng ở cái mục nào, ở cái khoản mục nào, để chúng ta có thể gì cơ cấu lại, điều tiết lại cái chi phí của chúng ta để đảm bảo là chi phí của chúng ta nó hợp lý so với cái doanh thu, thì cái mục tiêu của chúng ta là mục tiêu lợi nhuận nó mới đạt được. Bởi vì tất cả cái việc mà chúng ta quản trị cái hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hướng đến mục tiêu là lợi nhuận của chúng ta, mục tiêu tiền bạc. Nên bởi vậy các cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta nó phải giúp cho nhà quản trị hướng đến cái điều đó. Nếu nó không giúp cho nhà quản trị hướng đến cái điều đó thì cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta nó không gì hoàn thành đúng cái vai trò và ý nghĩa của nó trong gì, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nên bởi vậy là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, trong cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta thì cái chỉ số thực hiện này nó phải cần phải gắn với cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này. Trong cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị của chúng ta thì cái tỷ lệ thực hiện của chúng ta nó phải gắn liền với, và chúng ta cần phải đưa ra các cái gì, các cái phân tích trong đấy nó, tức là trong cái hệ thống báo cáo quản trị khi chúng ta thực hiện cái chỉ số này thì chúng ta phải phân tích xem là nó đang tăng hay là nó đang giảm, và giải pháp của chúng ta đưa ra là gì, thì khi đó thì chúng ta mới gì tròn cái vai của cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị, và khi đó thì nhà lãnh đạo mới gì mới có thể ra được các cái quyết định của mình về quản trị sau khi mà chúng ta gì chúng ta phát hành cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị này. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về cái việc, về những cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải làm khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị, để nhằm làm sao nó phát huy tốt nhất cái vai trò của nó cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cho cái gì, cho cái hoạt động kế toán quản trị của chúng ta. Còn nếu chúng ta không làm được cái việc đó thì cái vai trò của kế toán quản trị nó không phát huy đúng cái vai trò, và nó không đem lại cái ý nghĩa thực sự của nó. Mặc dù chúng ta đã tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều công sức, tốn rất là nhiều nguồn lực, nhưng cái mục tiêu chúng ta hướng đến thì chúng ta lại không đạt được. Đó là mục tiêu về lợi nhuận, mục tiêu về dòng tiền chúng ta không đạt được. Nên bởi vậy cái việc mà chúng ta phát huy và chúng ta tạo ra những cái gì, các cái nguyên tắc, những cái bài gì, những cái nội dung chúng ta phân tích, nội dung đánh giá để nó hướng đến cái gì, cái mục tiêu quản trị của doanh nghiệp, thì đó mới là cái ý nghĩa thực sự mà gì nó trọn vẹn của một cái hệ thống báo cáo kế toán quản trị. Nếu các bạn thấy cái video này hay và có giá trị thì hãy đừng quên là hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông ở bên dưới để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.